Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ test cái song đao IAS Gold. Thì cây này thì các bạn không lạ gì nữa rồi. Nó nằm trong cái vòng quay account 7 Inferno. Không phải là nằm trong vòng quay mà nằm trong hòm, nằm trong chỗ chìa khóa. Rồi, cái này thì mình nghĩ là nó cũng như cái song đao kia thôi. Rồi làm gì? Cầm gì thế? Này thì sáng này, lại một thanh niên ngu người cầm sáng và không biết đập. Rồi, những thanh niên mà đập sáng bro thì mình nghĩ là úi dồi, chết này. Rồi, làm gì úi dồi. Vãi xoài. Rồi, cạn lời rồi. Đây, đông này. Rồi, toàn sáng thôi. Úi dồi. Vãi nồi. Thế đéo nào chém mày thế. Rồi, đích sợ. Đích thèm sợ thằng nào. Rồi, bạn muốn gì? Đây, sau lưng này. Úi dồi ôi, đau nữa. Kinh vãi nồi, đau AI này. Này thì kinh người. Úi dồi. Đính mệnh. Toàn những cái vũ khí mà huyền thoại cầm vào trong trận này. Đừng có sẻng VIP nhá. Sẻng VIP thì mình hơi bị sợ ấy. Sẻng VIP nó đập kinh lắm. Rồi, úi dồi, đá nữa kìa. Solo với cây IAS này thì vỡ mồm mình chắc luôn. Rồi, mình chỉ sợ sáng thôi. Thế còn những cái thần phần khác, ôi úi dồi ôi, Kinh vãi. Úi dồi. Nó chém một phát hai mạng luôn ạ. Rồi, ăn hành rồi. Chuẩn bị no hành rồi. Ăn hành Summoner rồi. Rồi, đây. Sau lưng em ơi, cố gắng ăn những con ngáo ngơ như này. Úi dồi ôi. Thôi, gặp sáng thì thôi. Úi dồi, thôi. Không làm được gì. Quá tuyệt vời. Pha lao vào KS mạng như thần. Úi dồi. Vãi. Đéo ngờ nó chém hay thế. Mình biết bạn lượn lờ qua mặt mình rồi nhá. Rồi đây. Úi dồi, dao Inferno nữa kìa. Kinh vãi. Vãi như thần vậy. Trận này sao đúng lúc mình làm clip là những thằng nào mà cầm những cái vũ khí huyền thoại nhất lại đem vào nhiều sáng này. Thế còn dao quắm Inferno nữa. Thế này rồi toàn sáng. Đích ngờ. Ăn hình rồi. Rồi từ từ em ơi. Úi dồi mắc. Đó. Vãi thật. Còn có vút rồng nữa. Vãi mấy thanh niên. Mình có quen mấy thằng này đâu. Sao một mày chơi nhầy thế. Này thì vút rồng. Úi dồi ôi, vũ khí nào cũng có các bạn ạ. Kinh vãi. Giờ chỉ tiêu sẻng VIP thôi. Sẻng VIP nữa thì phòng này nát. Rồi 92 chắc mình không đối kịp top mất. Bọn chúng kinh quá. Rồi toàn sẻng. Úi dồi ôi, sẻng kìa. Úi dồi. Sẻng này. Sẻng lại. Úi dồi ôi. Là thế còn bị chúng nó chém bừa nữa. Chém bừa thì nó khó ăn. Chứ mình sẽ chuyển qua chém bừa quá. Rồi đây. Này thì úi dồi, đứng lại, rất tuyệt vời. Úi dồi, đồng thế, quá tuyệt vời. Gì nữa, làm gì, úi dồi. Chết đi là vừa, hai thằng luôn. Rồi, đây. Đây, quá tuyệt vời. Ăn nhiều kêu vãi. Rồi, mình biết bạn hết máu rồi nhá. Rồi, úi dồi, đao Transformer Gold luôn. Kinh vãi. Không thiếu cái gì hết. Rồi, úi dồi. Đập không hơn sáng các bạn ạ. Sáng nó đập kinh quá. Rồi đây. Gậy Monkey này. Úi dồi. Rồi nữ hoàng nữa. Kinh vãi nổi. Rồi 18 kim rồi. Hai kim nữa. Rồi, xong rồi. Từ. What the fuck. Để 2 kim nữa thôi. Mình chỉ lấy 2 kim. 2 kim nữa thôi. Sáng này. Úi dồi. Đập cho lắm vào. Một kill nữa thôi. Mình sẽ chuyển qua đập thường đi. Đập thường cho nó vi diệu. Rồi, một kill nữa thôi. Mong là lấy được. Tại phòng này nó tập hợp những cái toàn sáng với VIP nhiều quá. Nhiều quá rồi. Quá tuyệt vời. Đích làm gì được bố nhá. Vẫn top 1 như thường. Phòng lắm VIP.
Rồi thì sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và comment những ý kiến của bạn bên dưới clip của mình nhá. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Rồi, úi dồi ôi, sao VIP đi đâu hết rồi.